Tất cả các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Và hôm nay cũng như mọi hôm thôi thì trước tiên đầu video mình xin cảnh báo mọi người là mình dùng duy nhất một số tài khoản là Nguyễn Đình Giảm nhá. Còn các bạn nào mà chuyển khoản ngoài cái tên đấy thì mình sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ những trường hợp nào anh em chuyển khoản ngoài cái số tài khoản đấy nhá. Đây, đầu tiên thì vào video mình cũng xin giới thiệu mình bán ít tai nghe cho bà con. Thứ nhất là con ta iPod Pro. Con này thì được rất nhiều các bạn săn đón và nghe rất là sướng luôn. Rất nhiều anh em nghe và cảm thấy là chất lượng âm thanh là tuyệt vời luôn. Đây là màu đen, màu độc đáo luôn, 300.000 con này nhá. Tiếp theo đây là con ALC. Con ALC này dành cho những bạn nào có điều kiện để dùng con này thì con này nó đắt. Nhưng mà để nói chất lượng con này thì dùng nghe phải miễn chê luôn. Vì nó không khác gì hàng zin anh em ạ. Con này mình đã trải nghiệm thử và nghe phê lắm. Con ALC này, con này là tai nghe iPod Pro kiểu dáng như này. Bọn này có chế độ thiết kế gọi là xuyên âm, là có nghĩa là khi anh em đeo vào tai nghe thì nó sẽ không nghe tiếng bên ngoài, người ta gọi là chế độ xuyên âm, nghe rất sướng luôn anh em ạ. Con này 8 lốp. Tiếp theo đó là con hổ vằn, con này pin 8 giờ nhá. Con này iPod 2 này, kiểu dáng nó như này luôn. Con này pin 8 tiếng, con này thì được mệnh danh là pin siêu trâu và nghe phải nói là 99/100 so với hàng rít luôn, hàng nghe cực phê luôn. Đây sạc, cục sạc 20W này. Sạc cho 12 Pro Max này, ok anh em này. Con này là 1 lốp rưỡi này. Đấy, Tùng tháo cho anh xem này. Đây, bên trong nó bao gồm một cái cắp sạc nhanh và một củ sạc nhanh 20W. Đấy, bình thường anh em có thể mua cái dây này đã hơn 100.000 rồi. Đấy, anh em mua cái bộ này vừa dùng vừa tiết kiệm vừa lại chất lượng tốt này. 150k một bộ. Đây, cục sạc dự phòng này. Em tháo này ra cho anh đây. Cục sạc dự phòng 5.000A dung lượng chuẩn nhá. Anh em nhá, con này chỉ có 90.000 một cục thôi. Đấy, con này hết pin rồi này. Đấy, ăn được con này. Pin 24% này. Đấy. Anh em thấy thiết kế đẹp không? Hàng Cubet đúng không? Siêu Cube. Đấy. Con này chỉ có 90.000 cục thôi, anh em nào có nhu cầu thì vào trang Shopee của mình đặt nhá. Những hàng này thì mình có thể là ship qua Shopee thì sẽ đặt được này. Anh đặc biệt anh em khi mà mua tai nghe bên mình thì sẽ được tặng một ốp nhá. Một ốp mềm này, bảo vệ tai nghe rất là tốt luôn. Đấy, anh em mua bất kể một sản phẩm tai nghe nào mình sẽ tặng cho trong ốp nhá anh em nhá. Và tiếp theo đến chương trình bán máy. Trước mặt các bạn là con iPhone 6 này. iPhone 6 bypass này. Con này là con máy bypass nhá anh em nhá. Màn zin không có vết nào luôn, đẹp dã man luôn anh em ạ. Màn thì màn zin không có một vết gì ở màn hình luôn. Cái màn này anh em thay đã 500.000 rồi. Ui lại còn 64GB nữa anh em ạ. Con này thì em thấu cho người ta xem mình thích nào. Con này bán cho một con là 700.000 đồng. Nó là máy 64GB nhá anh em nhá. 64GB iPhone 6 bypass 64GB. Trần trừ gì nữa hả bà con. Đây, vỏ thì hình hơi xấu một tí. Nói chung là cũng gọi là khá xấu đi. iPhone 6 bypass 700k. Tiếp tục chương trình. Đây, con Oppo đây này. Oppo này là 300.000 hôm trước mà có mấy bạn một chốt rồi mình nhận chốt bạn đấy mà bạn đấy mà chuyển khoản cho mình mà không chuyển khoản này. Oppo Neo 9 2 SIM 2 sóng bán 400.000 đồng. Con này mình bán 400.000 đồng nhá. Sức tín kính mà vẫn dùng bình thường ok. Đấy. Ok này. Oppo Neo 9 400.000 đồng, vỡ kính nhá anh em, ghi ép này hết thì 200 nữa. Đấy là 600 có máy ngon. Mình người mình không ép bán luôn cho bà con ấy. Tiếp tục chương trình là đến với các bạn này, con này gì đấy? Mất vân tay. iPhone 6 mất vân tay này. iPhone 6 mất vân tay. Hình thức là bình thường 16GB, để cho bà con 1 triệu nhá, nguyên tem này. Đấy, hình thức đây. iPhone 6 nhá. 1 triệu, lắp được SIM đầy đủ anh em nhá. Anh em biết con này là gì không? iPhone 13 à chết, iPhone XR. Độ 13, anh em thấy chất chưa? Quá là chất luôn. Khoảng bao nhiêu? 128GB. Nhà mình bán XR, anh em biết nhà mình có bán XR. Nếu mà bán 64GB thì giá là máy zin nhá. XR 64GB máy zin thì là 6.8 triệu bản 64GB. Và bản 128GB là 7.3 triệu anh em nhá. Đấy là máy zin nhá. Còn đâu nếu độ sẵn này mình sẽ lấy là mấy giá nào con này 7.7 triệu độ sẵn nhá. Vỏ XR lên 13 nó đẹp lắm anh em ạ, đẹp khít khít luôn này, không hở luôn này. Đấy, riêng XR độ 13 thì đúng là mỹ mãn luôn. Đây này, màu tím thủy chung này. Ui giời ơi, sao nó lại đẹp như thế này nhỉ anh em nhỉ. Ui giời, con này cũng 128GB đây. Con này để anh em sở hữu con này, anh em phải bỏ số tiền là 8 triệu. Ưu tiên cho con là 8 triệu nhá. 8 triệu thôi, có một con XR độ 13 128GB. Đấy, nhanh tay ngay lập tức. Có màu hồng này, màu xanh này, màu tím, màu xanh này, màu đen, màu trắng này. Đấy. Độ 13 đẹp lắm anh em ạ. Đẹp không chê đâu được. XR anh em có XR độ thì mình nhận độ nhá. Đây, con Samsung A10 đây.
Hôm trước mình có đăng ở 1 triệu 7 đây mà không anh em nào chốt thì mình bán 1.9 triệu này. Nhưng mà thôi mình lại bán lại 1.7 triệu cho anh em kênh YouTube. Riêng YouTube bao giờ mình cũng bán rẻ hơn ở ngoài. Nên là bà con cực kỳ yên tâm về giá. Con này máy zin đét luôn này. Hình thức đẹp luôn, không vỡ viếc, không cân bóp gì. Samsung A10S này anh em này. Đấy. 1 triệu 700 nghìn đồng cho bà con. Và tiếp theo là con này, iPhone 7 này. iPhone 7. Sao quay đến cái cắm này. iPhone 7 này. iPhone 7 thường. Phiên bản quốc tế 128GB bản Việt Nam A. Anh em nhìn kết đồng. Mỗi khai sim này mình đắp tạm khai sim hồng nhá. Tí mình đắp sẽ khai sim vàng vào. iPhone 7G 128GB bản Việt Nam A để cho bà con 2 triệu 400 nghìn đồng. Có tin không bà con? 2 triệu 400 nghìn đồng cho con iPhone 7 quốc tế nhá. Anh em xem hình thức đi. Bảo hành cho bà con 2 tháng nhá. Nó là máy cũ nên mình bảo hành ngắn thôi. 128GB để cho con 2 triệu 400 nghìn đồng. iPhone 7 quốc tế mất vân tay. Màn zin bên zin. Đây nhá. Máy 32GB bản GA. Đấy, hình thức là như thế này. Để cho bà con 1 triệu hơi xấu một tí như này. 1 triệu 650 nghìn cho bà con nhá. iPhone 7 mất vân tay nhá. Hôm vẫn bấm bình thường anh em nhá, hôm vẫn bấm bình thường. Hôm lực bình thường. Ô sẽ cam sau để mất đây này. À các con này vừa lấy mình tháo cam sau ra mình test thử nhá. Mình sẽ cam kết cho bà con là cam sau cam trước đầy đủ nhá. Vừa lấy mình tháo ra thôi. Đấy, mình chưa kịp thay. Yeah. Ok, 1 triệu 650 nghìn cho con iPhone 7 quốc tế. Tiếp tục chương trình iPhone 6 Plus. Con này mình đã thay vỏ mới nhá. iPhone 6 Plus 64GB đầy đủ vân tay. 2 triệu 150 nghìn cho con iPhone 6 Plus quốc tế nhá. 64GB, vỏ đẹp, mới tinh luôn. Pin 1 lít luôn. 2 triệu 150 nghìn cho bà con nhá. Anh em nào cần thì liên hệ mình. Ok. Hello, xin chào bà con nhá. Ui, tươi thế. Chào bác anh em đây. Chào gì đây? Trong những ngày chết chóc trở lại với anh em đây. Ừ, rồi. Đầu tiên là con iPhone 6 iPad nhá. iPhone 6 iPad. Men zin, màn zin. Pin 1 lít nhá. Bán cho bác. iPhone 6 iPad, men zin, màn zin. 650.000. Vỏ tương đối. Vỏ tương đối pin 100G. Vâng. Màn zin luôn. Ui ôi chất đấy, con này chất đấy. 650.000, 16GB. Đây, vỏ đây. Vỏ như ma. Dòng móc này cho đẹp. Ừ, tiếp tục nào. Tiếp con 6 Plus iPad. iPhone 6 Plus bypass. Pin 87 nhá. Pin 87. Nhưng mà nó báo pin bảo trì nhiều nhiều. Bao tiền? Bán cho bà con 800.000. 800.000 iPhone 6 bypass giả thế. Bán rẻ là bà con mua. iPhone 6 bypass này cho anh em về dùng chơi Tết này. iPhone 6 bypass này. 800.000. Tiếp tục chương trình. Tiếp 6 Plus bypass. Không camera trước. Sao đấy? Em còn gì đấy? Ừ đợi anh tí. Không camera trước. Không cam lên trước. Vỏ đẹp, keng. Bao tiền? Pin 100%, bán vào quan 750.000. 750.000. iPhone 6 của lút bài bát. Nhưng mà cam bài bát thì sao con này của gì? Không cam trước, đoán anh em xem phim. Xem phim được, 750.000. Màn zin, ừ màn zin đấy. Màn zin mà ừ. Được, vỏ đẹp, được. 750.000. 750.000. Áo em mua bao tiền? Áo 1.650.000. Đảm bảo luôn. Áo tụng bao tiền? Áo em à? Em củ rưỡi thôi ạ. Củ rưỡi à? Toàn đồ xịn này. Em ơi, em muốn sửa gì em ơi? Đấy, sửa gì? Em sửa gì đấy? Em mua cái điện thoại của em ấy. Không, ừ. Nó gọi nó cũng không nghe được. Anh không đòi bluetooth à? Vâng. Ảnh thì chụp ảnh thì vẫn chụp được nhưng mà quay video ấy. Tay nghiêm thì không có nhạc. Quay không được. Ừ, con này của em không audio rồi. Con này sửa tầm nửa tiếng xong 300. Số tiền đấy. Mình audio đấy. Mỗi nhà anh sửa luôn được thôi. Ok nhá, chốt nhá. Ok, chào bà con nhá. Này. Cho em cái số điện thoại.